Chào mọi người, thì mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cam Vinh Kiện. Thì các clip này mình sẽ chia sẻ mọi người là cách nhận biết bệnh thiếu magie và nguyên nhân và cách khắc phục thì như thế nào. Thì đây, bệnh thiếu magie thì đây mọi người, những cái lá này để mình chỉ nhé. Thứ nhất là mình đi vào hình thái và cách nhận biết trước. Thì mọi người thấy cái lá thiếu magie này rất nhiều bệnh vàng lá mà nhìn không kỹ là nhầm lẫn ngay. Người thấy nó vàng cái kiểu rất giống với greening, nhưng mà ở giai đoạn này thì người nhìn này nó sẽ biết ngay nó là thiếu magie. Người nhìn thấy này, greening nó sẽ vàng hết rồi, những cái gân lá còn xanh thôi, người thấy gân lá này vẫn còn xanh này, greening nó sẽ vàng hết rồi chứ không phải còn chưa như thế này. Và thiếu magie mà người thấy này nó vàng từ từ, và người thấy là phần đáy nó vẫn xanh, nó vàng từ cái đầu xuống, còn thiếu còn greening nó sẽ vàng đầm đều hết nhá. Còn magie nó sẽ vàng như này, từ đọt và bìa nó vàng xuống, gân vẫn còn xanh nhá. Mọi người thấy này, cái phần xanh dưới nó còn chữ V này, hình chữ V thấy không, nó như một hình trụ ở giữa này, vẫn phần đáy này thì mọi người thấy rìa rìa ra giống như hình chữ V ấy. Đấy là nhìn ngay cái lá này mọi người nhận biết được này, gân xanh và nó vàng từ bìa và ngọn xuống, và chính ngay cái kiểu như này là thiếu magie. Thì mọi người biết là magie thì mình có giới thiệu là magie ấy thì là một nguyên tố trung lượng. Thì thiếu magie thì nó gây ra những triệu chứng mà nguyên tố trung lượng magie này tạo nên cho cây trồng. Thì nói một cách dễ hiểu là cái magie này giúp cho cây trồng có những gì, thì khi thiếu nó thì nó thiếu những cái đặc tính đó. Thì mọi người coi là clip trung lượng ấy, magie của mình ấy, thì mọi người sẽ biết là magie nó cấu tạo trên cây cam là nó có chức năng gì nha. Thì mọi người biết là khi mà chịu, thì để biết rõ hơn. Và magie khi thiếu mọi người thấy này, lá vàng này, rồi lá cây phát triển không đều này, rồi ra hoa đậu quả kém. Thì mọi người biết vì sao, thì mọi người coi lại clip mà nguyên tố magie vi lượng của mình đấy thì mọi người sẽ hiểu. Cái này thì mình không nói thêm nữa, ok, mình chỉ giới thiệu như thế này thôi. Thiếu magie nó vàng như thế này, ok. Thì khi mà thiếu magie á, thì thứ nhất là mình, thứ hai là mình đi vào nguyên nhân nhá. Nguyên nhân thì cái thiếu magie ấy, thì thứ nhất là đất cát, thường hay đất cát thì nó hay nghèo dinh dưỡng thì đất cát là bị này. Thứ hai, thừa kali. Thừa kali thì vì sao thừa kali? Vì thừa kali, vì kali với lại so với lại magie ấy là nó bị cạnh tranh trên sức hút của rễ, là nó sẽ cạnh tranh, là kali sẽ được rễ ưu tiên hút nhiều hơn so với lại magie, nên là nó sẽ gây thiếu magie nha. Và thì mọi người biết là cái loại thiếu magie này thì nguyên nhân của nó, cái nguyên nhân mà kali nó rồi này, rồi mình đi vào cái gọi là đất cát thì nó rồi thiếu dinh dưỡng rồi, rồi cái thứ ba là đất axit. Đất đến axit vì sao lại gọi đất chua á? Thì khi mà đất axit, đất chua này, thì cái rễ lúc này mọi người coi về cái sự hút nước và dinh dưỡng của rễ trong đất á, mọi người sẽ hiểu vì sao cái đất chua là nó không hút được những nguyên tố nào nào và nó sẽ hút được cái nào. Thì khi đất chua là nó sẽ ưu tiên, nó sẽ khó hút những nguyên tố mà trung lượng như thế này, thì nó gây ra thiếu. Và đặc biệt cái thứ tư đó là trời mưa lạnh. Hiện tại đây đây, mùa này là mùa mưa lạnh đây. Thì thứ nhất, mưa là vì sao? Mưa là vì mưa nhiều thì khả năng là sẽ rửa trôi các chất dinh dưỡng. Và lạnh đó thì nhiều lúc là nhiệt độ độ ẩm ở trong đất mình nó ở mức cao quá, thì rễ lúc này sẽ không hút hoặc là rất khó hút những nguyên tố trung lượng đa lượng này, trung lượng vi lượng này, thì nó gây ra thiếu. Thì mọi người cứ coi lại những clip mà mình nói về sự hút vận chuyển của rễ, hay là sự hút dinh dưỡng của cây ở trong đất vào phụ thuộc nhiệt độ của rễ, hay là những cái clip đấy thì mọi người tìm trong cây của mình có làm rồi, nay mình không có nói lại nữa. Thì mọi người coi cái đấy thì mọi người sẽ hiểu được vì sao nó như thế. Thì cái này, clip này mình sẽ nói như thế này thôi, ok. Và cái thứ ba là về các biện pháp mà khắc phục. Thì thứ nhất, trồng đừng trồng đất cát, trồng đất thịt thôi, ok.
cái thứ đầu tiên. Thứ hai là đắc chua. Đắc chua thì mình kiềm hóa nó bằng đơn giản là vôi thôi, đơn giản. Và thứ tư đó là thứ ba đó là thừa kali. Thừa kali thì mình nhớ là lúc lúc bón thì mình bón được bón chung magie với kali chung một lần, và nó sẽ cạnh tranh hút kali với không hút magie. Và đừng là cái đất của mình nó bị thừa kali thôi thì nó sẽ hút magie bình thường. Ok. Và cái thứ tư đó là trời mưa lạnh thì đương nhiên là trời mưa lạnh thì mưa thêm rửa trâu dinh dưỡng, lạnh thì khó tránh rồi, lạnh thì nó khó tránh rồi. Nhưng mà trời mưa á, thì mình sẽ là tránh rửa trâu thì mình làm những bờ vực chống xói mòn đất. Thì mình có làm clip này luôn, là nói về chống xói mòn đất, giữ nước trong khu vườn, chống xói mòn rồi. Thì mọi người coi lại clip đó của mình thì mọi người sẽ biết là cách chúng ta khắc phục với đó sao. Nói chung là những cái biện pháp xử lý này mình đang nhắc lại về những clip khác mình đang làm thôi, đã làm thôi, thì mọi người coi lại thì mọi người sẽ hiểu nhé. Rồi thì đấy là clip mình giới thiệu về bệnh thiếu magie ngày càng quý vị như thế nào, nguyên nhân, cách khắc phục thì giới thiệu cho mọi người luôn rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của mình nha. Rồi, chào mọi người nha.